Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Rất vui vì được đồng hành cùng các bạn trong chương trình của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hôm nay Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ bật mí cho quý vị những đặc điểm ngoại hình của những người tuổi thọ ngắn. Nhưng đó là ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính. 1. Mụn nhỏ vùng kín, cẩn thận có u trong cơ thể. 2. Kéo dài tuổi thọ với những món ăn dân dã. 3. Đặc điểm ngoại hình của những người tuổi thọ ngắn. Ngay sau đây sẽ là phần đầu tiên của chương trình. Phần 1. Mụn nhỏ vùng kín, cẩn thận có u trong cơ thể. Vùng kín là khu vực nhạy cảm và luôn được chăm sóc cẩn thận, nên khi xuất hiện mụn thì chắc chắn sức khỏe đã có vấn đề bất thường. Nhiều người không biết rằng mụn nhỏ ở vùng kín có thể là cảnh báo trong cơ thể bạn có u ống tuyến mồ hôi. U ống tuyến mồ hôi là tên gọi của các khối u do sự phát triển tế bào lành tính của tuyến mồ hôi. Chúng xuất hiện dưới dạng các mụn nhỏ màu nâu, vàng hoặc hồng, có xu hướng xuất hiện thành từng đám, bệnh tiến triển lành tính. Số lượng tổn thương tăng dần theo lứa tuổi, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe, mà chỉ ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ, khiến người bệnh khó khăn trong sinh hoạt, tự ti, mặc cảm. U ống tuyến mồ hôi thường phát sinh xung quanh mắt hoặc trên cổ, nách, bụng và cơ quan sinh dục. U ống tuyến mồ hôi ở vùng kín như dương vật hoặc âm hộ thường xuất hiện dưới dạng mụn sảy nhỏ li ti. Người bệnh mắc u ống tuyến mồ hôi vùng kín thường không có triệu chứng. Tuy nhiên, một số trường hợp hiếm gặp, u tuyến mồ hôi có thể gây ngứa ngáy, khó chịu khi vận động nhiều. Trong hầu hết các trường hợp, u ống tuyến mồ hôi không gây nguy hiểm. Nếu chúng gây ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, bác sĩ da liễu có thể sử dụng các phương pháp điều trị phá hủy, bao gồm các biện pháp như liệu pháp, laser, mài da hoặc đốt điện. Tuy nhiên, chỉ định can thiệp thường phải cân nhắc kỹ lưỡng. Do quá trình thao tác trên da có thể gây ra sẹo, hơn nữa dù có điều trị, u ống tuyến mồ hôi có khả năng tái phát rất cao. Như vậy, bệnh u tuyến mồ hôi không quá nguy hiểm, nhưng tất cả các trường hợp vùng kín bị nổi mụn đều rất đáng lo ngại. Khi mụn ghé thăm vùng kín, bạn nên đi khám để được các bác sĩ tư vấn và khắc phục sớm, hiệu quả nhé. Sau đây sẽ là những thông tin tiếp theo. Phần 2. Kéo dài tuổi thọ với những món ăn dân dã. Các bạn thân mến, tuổi thọ của con người được quyết định bởi rất nhiều yếu tố như do gen di truyền, lối sống, môi trường sống. Bên cạnh đó, việc ăn uống lành mạnh cũng là một yếu tố quan trọng để kéo dài tuổi thọ và duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn những món ăn dân dã đã quá quen thuộc của người Việt, tuy rẻ nhưng có giá trị dinh dưỡng cao và giúp bạn gia tăng tuổi thọ. Thứ nhất, đậu nành. Đậu nành là một trong những thực phẩm lành tính, giàu dinh dưỡng được các chuyên gia khuyến khích sử dụng. Loại hạt này cung cấp năng lượng và các loại vitamin K, A, D, B1, B2 cho cơ thể hoạt động. Đậu nành rất tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ huyết áp cao. Cụ thể, lọ hạt này giúp giảm 8-16% các triệu chứng tim mạch như hiện tượng cholesterol xấu trong máu, huyết áp cao, xơ cứng động mạch, tắc nghẽn động mạch vành hay tai biến mạch máu não, đột quỵ, hạn chế hoặc nguy cơ tử vong sớm. Canxi trong các sản phẩm từ đậu nành là thành phần xây dựng mô xương, giúp cho xương chắc khỏe, đồng thời chống lại bệnh loãng xương. Đặc biệt, một hoạt chất chống oxy hóa được tìm thấy chủ yếu trong đậu nành, có tác dụng giảm thiểu ung thư. Đây là một loại estrogen thực vật có cấu trúc hóa học tương tự estrogen của người, giúp bảo vệ tế bào khỏi các tế bào gây hại. Các nghiên cứu tại Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy sử dụng đậu nành thường xuyên giảm tới 13% tỷ lệ tử vong nói chung, 17% tỷ lệ tử vong do ung thư vú và giảm 25% tái phát ung thư vú. Thứ hai, nước lá tía tô. Nước tía tô là loại nước rất tốt để giảm cholesterol xấu, do đó giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, đau tim, đột quỵ và thậm chí cả ung thư. Đồng thời nó cũng giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Ngoài ra, nước lá tía tô còn có tác dụng giảm béo, điều trị rối loạn lipid máu, chức năng gan, thận. Thứ ba, rau cải. Vị đắng của rau cải đắng có thể gây khó chịu cho một số người. Tuy nhiên, loại rau này rất tốt cho gan. Nhiều nghiên cứu cho thấy loại rau này có thể làm chậm sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư. Hơn nữa, chất này còn có thể giúp men gan xử lý độc tố hiệu quả hơn, giảm tác động tiêu cực của hóa chất có hại lên cơ thể. Thứ tư, nước mật ong. Mật ong là một thực phẩm chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Việc kết hợp mật ong với một ly nước ấm buổi sáng là phương pháp hữu hiệu giúp cải thiện rất nhiều vấn đề sức khỏe. Uống một cốc nước mật ong vào buổi sáng có tác dụng làm sạch ruột do mật ong có chất khử trùng. Đồng thời cũng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, bài tiết các chất độc, rác thải trong ruột ra ngoài kịp thời. Thứ năm, ớt. Một nghiên cứu tại Pháp cho kết quả rằng những người ăn ớt thường xuyên có tuổi thọ cao hơn 13% so với những người không ăn. Điều này là do một số lợi ích sức khỏe có trong thành phần của ớt mang lại. Trong ớt có thành phần capsaicin giúp ổn định huyết áp nên giảm thiểu nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, thậm chí cả chứng sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, bạn chỉ nên thêm một ít ớt vào bữa ăn để tạo vị cay, chứ không nên quá lạm dụng, đặc biệt là những người đang gặp vấn đề về dạ dày. Vừa rồi là những món ăn dân dã vừa dễ tìm kiếm, vừa có giá thành rẻ, giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Các bạn hãy bắt đầu thói quen ăn uống lành mạnh và chăm sóc cơ thể mình bằng những thực phẩm tốt cho sức khỏe để cảm nhận sự thay đổi tích cực của bản thân. Tiếp theo là những thông tin ở phần đầu chúng tôi đã hẹn. Phần 3. Đặc điểm ngoại hình của những người tuổi thọ ngắn. Các bạn thân mến, nếu đang gặp phải những đặc điểm ngoại hình sau đây thì các bạn hãy nên cẩn thận, vì đó có thể là tín hiệu cảnh báo tuổi thọ ngắn. 1. Cổ to và ngắn. Đo vòng cổ là một phương pháp tự nhiên để đo lượng chất béo trong cơ thể. Chất béo ở phần thân trên có liên quan chặt chẽ đến bệnh tim. Các chuyên gia Viện Nghiên cứu Mỹ đã theo dõi trên 3.000 tình nguyện viên 51 tuổi. Phát hiện nam giới có chu vi cổ tăng thêm 3 cm thì có nhiều khả năng bị rối loạn lipid máu và mắc bệnh mạch vành. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong sớm. Thứ hai, vòng bụng to. Câu nói vòng bụng càng dài, vòng đời càng ngắn là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Dẫn chứng cho điều này, các nhà khoa học thuộc Hiệp hội Ung thư Mỹ khảo sát tình trạng sức khỏe của 100.000 bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên. Trong đó có 56.000 phụ nữ và 48.000 đàn ông từ năm 1997 đến năm 2006. Kết quả cho thấy, bất kể giới tính hay cân nặng, người có vòng eo lớn dễ bị bệnh và nguy cơ tử vong cao hơn. Bên cạnh yếu tố di truyền, ít vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh chính là nguyên nhân khiến vòng bụng ngày càng to. Ngay cả những người bình thường, nếu tích tụ quá nhiều chất béo xung quanh thắt lưng cũng có nguy cơ. Thứ ba, lưng dài, cổ dài. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện người có lưng dài bộc lộ nhiều nhược điểm như lực đàn hồi yếu, khả năng bảo vệ vùng eo kém hơn. Vì vậy, người lưng dài dễ bị đau mỏi thắt lưng, căng cơ và một số chứng viêm vô trùng khác. Người sở hữu chiếc cổ dài cũng gặp vấn đề tương tự, chẳng hạn như dễ bị thái hóa đốt sống cổ. Thứ tư, người quá cao. Một số nghiên cứu trên thế giới phát hiện những người cao 1,82 m trở lên có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt tăng 59% so với nhóm dưới 17, so với nhóm dưới 1,7 m. Cứ cao trên 10 cm sẽ tăng 6% nguy cơ ung thư. Ngoài ra, nam giới cao hơn 1,85 m và phụ nữ cao hơn 1,68 m có nguy cơ ung thư tuyến tỵ tăng 81%. Nguyên nhân có thể hormone chiều cao làm tăng nguy cơ phát triển tế bào ung thư. Đó là những đặc điểm ngoại hình cảnh báo những người có tuổi thọ ngắn. Vậy, những người có ngoại hình như thế nào thì sống lâu? Cơ thể càng rắn chắc. Một người chuyển hóa chất béo nhanh, lượng cơ nhiều, vóc dáng rắn chắc, mạnh mẽ, mỗi ngày tập luyện thể dục điều độ, dù hơi béo vẫn được xem là khỏe mạnh. Ngược lại, một người vóc dáng mi nhon nhưng mức độ chuyển hóa chất béo thấp, vận động, cơ thể tích tụ nhiều chất béo xấu thì không được xem là khỏe mạnh. Vòng ba to. Do chất béo hông thuộc về chất béo tốt, có thể làm giảm nồng độ cholesterol xấu, tăng mức độ cholesterol tốt, giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch, giảm nguy cơ bệnh tiểu đường. Phụ nữ có xương chậu và hông to cũng đồng nghĩa với khả năng sinh sản tốt. Cơ thể hình quả lê. Cơ thể hình quả lê nghĩa là phần hông trên nhỏ, chất béo chủ yếu tập trung ở thân dưới như mông và đùi. Những người này có nguy cơ thấp bị bệnh tim, tiểu đường và các bệnh khác, nhờ đó gia tăng tuổi thọ. Lông mày dài. Trước nay, lông mày được mệnh danh là quan trường thọ. Người ta cho rằng lông mày rậm và ẩm sẽ có khí lực và khí huyết trong người nhiều hơn. Điều này chứng tỏ cơ thể cường tráng hơn, sức đề kháng và khả năng miễn dịch cũng tốt hơn, từ đó giúp sống lâu hơn. Vừa rồi là những đặc điểm để nhận biết người có tuổi thọ ngắn và người có thể sống lâu. Tuy nhiên, người có thân hình nằm trong những đặc điểm báo hiệu tuổi thọ ngắn không quá bi quan, vì cần nhiều hơn những nghiên cứu về vấn đề này. Đến đây, chúng tôi xin tạm dừng chương trình Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.